Phòng bệnh luôn hiệu quả và ít tốn kém công sức, thời gian hơn là chữa bệnh. Trầm cảm tuổi vị thành niên có thể phòng ngừa được khi cha mẹ để tâm và áp dụng liên tục các biện pháp như sau. 1. Luôn lắng nghe trẻ. Ở bất cứ lứa tuổi nào, cha mẹ cần luôn quan tâm chia sẻ, học và thực hành liên tục cách làm bạn với con. Luôn lắng nghe, chia sẻ mọi khó khăn cũng như niềm vui của trẻ trong cuộc sống. Sau lắng nghe, phụ huynh cần tránh đưa ra những nhận xét tiêu cực về những quan điểm hay vấn đề của trẻ bởi nó sẽ gây cho trẻ cảm giác vô giá trị, tác động không tốt đến hành vi sau này của trẻ. 2. Thiết lập những thói quen tốt cho trẻ. Cha mẹ cùng con sắp xếp lại các hoạt động sinh hoạt hàng ngày sao cho phù hợp. Luôn sát sao, khuyến khích trẻ ngủ đủ giấc, ăn điều độ, hoạt động thể chất và làm những việc mà con yêu thích. Bố mẹ cần thiết lập những thói quen tốt cho chính mình, từ đó làm gương cho trẻ có thể noi theo. 3. Đảm bảo đầy đủ tinh thần vật chất cho trẻ. Những trẻ sống trong gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương quan tâm và sẻ chia sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh lý trầm cảm. Cha mẹ cần biết chia sẻ và cùng trẻ thảo luận với trẻ, giúp con từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cha mẹ hướng dẫn con tự thiết lập các mục tiêu theo khả năng của bản thân và chú ý không đặt ra quá nhiều kỳ vọng cũng như gây thêm cho trẻ các áp lực về thành tích học tập để trẻ có được một tâm lý tốt. 4. Giúp trẻ tránh rơi vào những trạng thái tâm lý tiêu cực. Các bậc cha mẹ cần chú ý không nên quát mắng, xúc phạm khi trẻ có lỗi hoặc có kết quả học tập kém bạn bè mà nên phân tích, giảng giải cho trẻ hiểu. Đối với những suy nghĩ sai lệch của trẻ, cha mẹ cần nhẹ nhàng phân tích chứ không được làm trẻ xấu hổ. 5. Nhận biết những biểu hiện của trẻ và những dấu hiệu trong gia đình. Trẻ thường cố gắng che giấu đi những vấn đề khiến chúng tổn thương, vậy nên cha mẹ cần quan sát thật kỹ những biểu hiện bất thường của trẻ để có thể kịp thời tháo gỡ, giúp trẻ mở lòng và tự tin hơn trong cuộc sống. Khi trong gia đình có anh, chị em của trẻ bị trầm cảm thì khả năng trẻ bị sẽ rất cao. Bố mẹ cần theo dõi sát sao để phát hiện và ngăn chặn bệnh lý này. Như vậy, sinh con, nuôi con lớn đến tuổi dậy thì, dù ở thời kỳ này trẻ đã có khả năng tự lập trong nhiều việc, nhưng vẫn luôn luôn cần cha mẹ đồng hành, hỗ trợ về mặt tâm tưởng, suy nghĩ cũng như cân bằng về cảm xúc. Việc hiểu về trầm cảm là một trong số những rối loạn của lứa tuổi này giúp cha mẹ có cách tiếp cận, hỗ trợ trẻ phòng tránh và vượt qua. Cha mẹ nhất định không thể lơ là, chủ quan, thiếu quan tâm đến trẻ vì sẽ dẫn đến tình trạng nặng và hậu quả đáng tiếc.